lai nước cho vô nó tắm, chỗ nào nó tắm thì nó ra ngoài đó. Nắng 30 độ. Nói chung là nuôi nó dễ, mình cứ để lúa vậy nè đó. Rồi thức ăn thôi, thức ăn là chủ yếu là cho mấy con chim mà nó nuôi con đó bạn. Mình nuôi con á, nó ăn nó dễ tiêu, chứ còn mình không cho nó ăn thì nó đút lúa bạn. Chim con nó mới mấy ngày đầu nó chưa tiêu được đâu. Chim mẹ nó ăn thức ăn mềm á, nói chung không có thì nó buộc lòng nó phải đút thôi, mà đút thì chim con nó ăn nó không có ấy. Thì chim con nó lâu tiêu, còn mình cho nó ăn cái thức ăn này nè, cho gà đó, nó ăn vô rồi cái bắt đầu nó thở lên thì dễ tiêu quá. Chim con nó đút mấy ngày đầu là nó ăn được, khoảng 4-5 ngày sau là bắt đầu nó đút lúa rồi. Nói chung chim này nó khôn quá bạn, chứ không phải nó đút bừa, trừ khi là nó không có thức ăn mềm thì nó phải đút lúa thôi, chỉ có một loại thì nó đút lúa, chứ còn bình thường là nó kiếm thức ăn mềm nó đút cho con, nó vô tắm. Thái bông này lúc đó nó đi hai cái chân giạt ra, cái mình kiềng nó lại, nên giờ nó đi nó bay nó nhảy nó đậu trên cây rồi được, chứ không thôi mình không kiềng nó lại là nó sẽ ấy bạn, nó sẽ ấy với là nó chết rồi. Giờ ông bay nhảy đạp máy nè, trống nữa chứ lớn con mắt đen. Nói chung ra con mắt nó cũng đủ loại rồi, con thì mắt đen thui, còn có con thì mắt nó giống như như con này nè, mắt nó ở trên này nó có cái viền ấy đó. À, nó giống như cô này, không phải lai các bạn, là chim này nè, nó ra đó, mắt đen thui nè. Còn cái con này nè, nó mắt nó khác, hai con mắt cắt nhau hoàn toàn, con thì trồng đen thui, còn con thì dạng như lưỡng nhãn vậy đó. Đó là đây, con mắt này khác này. Bên thì mắt đen thui, còn bên thì nó ấy đó. Nè con này cái cá nè. Đó. Con này thì mắt đen nè, còn con này mắt ấy nè đó. Đó. Nói chung nuôi chim này nó có nhiều cái thú vị, đủ thứ màu lông, rồi chân, móng chân cũng có đó.
Bạn thấy không? Hai con này bên mắt đen. Thôi mình xin chào các bạn nha. Trưa rảnh rỗi ra quay cho các bạn xem chơi.